Xin kính chào các bậc phụ huynh, cô thân ái chào các con. Cô con mình lại được gặp nhau trong hoạt động tạo hình với hoạt động vẽ ngôi nhà. Các con ơi, ngôi nhà là nơi các con lớn lên và gắn bó thân thiết. Các con đã vẽ về ngôi nhà của chúng mình chưa? Ngôi nhà sẽ có những hình dáng khác nhau, ở mỗi vùng miền lại có những đặc điểm khác biệt. Và bây giờ, cô con mình hãy xem những hình ảnh về ngôi nhà đó nhé. Mỗi ngôi nhà đều mang một hình dáng và đặc trưng khác nhau phải không nào? Nhà sàn thì gắn với miền núi, nhà lá đơn sơ thì gắn với vùng nông thôn đồng bằng, còn nhà cao tầng thì gắn liền với thành phố. Cô có một điều bất ngờ dành tặng cho chúng mình đấy. Chúng mình xem đó là gì nào? Wow! Bức tranh về ngôi nhà đúng không nào? Con cùng quan sát bức tranh này xem ngôi nhà cô vẽ từ những hình gì nào. Đầu tiên là thân ngôi nhà, cô vẽ từ hình chữ nhật. Phía trên là mái nhà, được cô vẽ từ hình tam giác đấy. Cửa ra vào cô cũng dùng hình chữ nhật để vẽ này. Hai bên cửa sổ các con có biết là gì không? À, đó là hình tam giác và hình tròn đấy. Phía bên trên này là chiếc ống khói xinh xinh để mà vẽ bức tranh hình đẹp hơn. Từ cạnh ngôi nhà này, cô vẽ một cây xanh thật to để cho ngôi nhà có bóng mát. Cô chia bức tranh thành hai phần, mặt đất và bầu trời. Mặt đất có những nắng cực kỳ xinh này. Bên trên bầu trời, cô vẽ một ông mặt trời tỏa ánh nắng bóng mát đấy. Các con đã sẵn sàng vẽ bức tranh ngôi nhà cùng cô chưa? Để vẽ được ngôi nhà, chúng mình cần những nguyên liệu gì? Giấy A4, bút xạ và sáp màu. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con vẽ bức tranh ngôi nhà nhé. Đầu tiên, cô vẽ một nét ngang để chia bức tranh thành hai phần, mặt đất và bầu trời. Cô vẽ một hình chữ nhật để làm thân ngôi nhà. Phía bên trên, cô vẽ một hình tam giác để làm mái cho ngôi nhà. Cô vẽ thêm một ống khói cho ngôi nhà đẹp hơn. Tiếp theo, cô vẽ cửa ra vào là một hình chữ nhật nhỏ. Sau đó, cửa sổ bên phải là một hình tam giác. Hình tròn là cửa sổ bên trái. Bên cạnh ngôi nhà, cô vẽ một cây xanh. Cô vẽ tán lá là những nét cong nối vào nhau thành tán cây đấy. Tiếp theo, cô vẽ hai nấc thẳng để làm thân cây. Phía bên trên, cô vẽ ông mặt trời thật to và đang tỏa ánh nắng ấm áp đấy. Cô còn vẽ mắt và miệng cho ông mặt trời thật là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Vậy là cô đã vẽ xong bức tranh ngôi nhà rồi. Ngoài ra, các con có thể vẽ thêm đàn chim hoặc những đám mây cho bức tranh đẹp hơn nhé. Để bức tranh đẹp hơn, bây giờ cô sẽ tô màu cho bức tranh này nhé. Với mái của ngôi nhà, cô sẽ dùng màu đỏ để tô. Các con tô màu nhẹ nhàng, khéo léo, tô từ ngoài vào trong, không làm trộn ra ngoài nhé.
Tiếp theo là phần thân nhà. Cô dùng màu xanh nước biển để tô này. Với cửa ra vào, cô dùng màu cam để tô. Khi tô, các con tô từ ngoài vào trong và không chơm ra ngoài nhé. Tiếp theo là ống khói của ngôi nhà, cô tô màu xanh da trời nhạt đấy. Với cửa sổ hình tròn, cô dùng màu hồng để tô. Cửa sổ hình tam giác, cô dùng màu vàng nhạt. Cô dùng màu xanh lá cây để tô cho cây này. Khi tô, các con sẽ tô từ ngoài vào trong và không chườm ra ngoài nhé. Với thân cây, cô dùng màu nâu để tô. Ông mặt trời, cô sẽ tô màu đỏ này. Vậy là cô còn mình đã tô màu những chi tiết cho bức tranh rồi đúng không nào? Các con ơi, vậy là cô còn mình đã vẽ xong bức tranh về ngôi nhà rồi. Các con đã vẽ xong bức tranh của mình chưa? Sau khi vẽ xong, các con hãy tô nền cho bức tranh đẹp hơn nhé. Các con có thể tô nền giống bức tranh của cô này, hoặc các con có thể tô màu theo ý thích của chúng mình. Ngoài ra, các con có thể vẽ thêm các kiểu nhà theo ý thích của chúng mình, như nhà sàn, nhà lá và nhà cao tầng. Các con vẽ xong, hãy nhờ bố mẹ chụp ảnh và gửi cho cô nhé. Giờ học của cô Con Minh đến đây là kết thúc rồi. Cô mời các con hãy hát cùng cô bài hát Nhà Của Tôi nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con. Của ai? Tôi chờ.